Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay là gần cuối tháng 4 và thời tiết thì ban ngày ấm, ban đêm mặc dù còn hơi lạnh, xuống dưới 0 độ hoặc giả là 0 độ. Nhưng mà ban ngày thì rất là lý tưởng, vào khoảng 10 độ C, rất tốt cho mình hoạt động ngoài trời, không có bị đổ mồ hôi mà gió lại mang mát, cho nên rất là đẹp. Hơn nữa, hôm nay Thủy đi cắt cây ở trong rừng. Thứ nhất là mình dọn dẹp rừng cây, thứ hai nữa là mình có củi để mà nấu nướng hoặc giả là sưởi nhà cho mùa đông năm tới. Bây giờ thì chưa có muỗi, cây rừng chưa có lá, cho nên nắng vẫn xuyên qua những cái cành ở trong rừng, rất là đẹp và thích thú. Cho nên hôm nay Thủy đi cắt củi đây quý vị, xin mời quý vị theo dõi nha. Nếu quý vị thích những cái video của Cuộc Sống Điền Viên Canada hay là Rural Living, xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Bye bye.